khai giảng năm học mới, trường quốc tế Á Châu ASEAN School đón hơn 1.500 học sinh đầu cấp từ các khối lớp 1, 6, 10. Năm học này, trường đã nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tạo ra không gian giúp học sinh phát triển toàn diện. Nhiều tiện ích được đầu tư như hồ bơi, sân thể thao đa năng, phòng chiếu phim, âm nhạc, STEM Center, phòng thực hành thí nghiệm, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trí và phát triển cho mỗi học sinh. Tại ASEAN School, tỷ lệ tốt nghiệp ở các bậc học luôn đạt 100%. Kết thúc năm học 2022-2023, có 96% học sinh lớp 12 được miễn bài thi ngoại ngữ nhờ các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL. Đến nay, học sinh ASEAN School đã mang về 822 giải học sinh giỏi, 810 giải thể thao, nghệ thuật cấp quận và thành phố.